đường. Này có điểm thế á? Hả? Điểm như điểm mát. À bị nhiễm à? Em phải đi ấy vào. Có đi dép rửa vào. Đấy, cái này phải đi dép vào. Đứng ở gần máy là phải đi sau máy là đi dép vào chứ. Cái này là máy giặt nó sẽ lại như vậy. Cái máy là nó sẽ bắt đầu đi rất là mát. Kim loại hết này. Vẫn ít quá, tạm dừng rồi em ạ. Sao đã tạm dừng nhỉ? Do ít à? Do ít quá hay em bấm dừng không? Hay là lại bẩn như nãy rồi đấy. Hả? Bẩn như nãy rồi. Báo bẩn nào? Không có trong một thời gian nào đấy nó dừng. À, ít quá nó dừng lại để đảm bảo bảo đồng đều. Em tạm dừng này. Cái này giống nãy rồi. Nãy nó bị bẩn đấy nhỉ. Nó bẩn cái gì? Lúc em lau như nào, em xử lý chỗ nào mà được đây, nó hết xịt ở đây này. Mỗi tí được rồi á. Vâng, để ok. Lau tự động à? Không, tự nhiên lại được này. Anh nghĩ chưa nó bẩn mà để dừng lại đâu. Cẩn thận đấy ạ. Đó, tự nhiên lại được. Nhưng mà anh nghĩ là đổ chè cũng phải ấy quân ạ, nhưng mà mình phải điều chỉnh cho nó đều đều tay ấy. Không, anh có đổ lên như này. Là cho nó đều đều xuống, đừng để ấy, đừng để nó chỗ cao chỗ thấp, để nó xuống thật đều ấy. Đây thấy cái đầu ra nó đang như bị nghẹn đây này Quân này, đầu ra cô cứ đánh ra này được rồi. Ông phía trên này nó đang bị như kiểu cảm giác nó xuống rồi bị nghẹn, cái thường nó phải quay đều chứ. Cái cánh ra ở dưới đầu này đấy, đang hơi nghẹn đúng không, nó que trọng trọng xuống, nó đang bị không anh chắc là nó chỉ xuống rồi. Không, nó đang bị kẹt mà. Nhìn nó dưới là đang kẹt rồi. Nó bị chẹt. Đấy, bây giờ nó ra thông hơn rồi. À, nó không phải A đâu nha. Hả? Nhịp, không nhịp rồi. Nhịp 1 thì không phải đều. Trên cái đĩa nó chỉ một thời điểm, à, một điểm rồi đấy. Khoảng vài giây nó xuống lượng lớn đấy. Vâng đấy. À, sau đó để nó phù hợp với việc cân. Vâng. Nhiều quá nó đầy là cân không. Vâng, chắc thế. Bên kia thế. Em mất cái nhãn, cái mác này rồi. Cái mác này bung vẽ, bung ra rồi. Không quẩn nước là phải đóng lại đâu.